Chào anh em đã quay trở lại game xe tinh tế và hôm nay sẽ là game tuần số 26 Trước khi game số 26 diễn ra thì mình sẽ công bố bạn trúng giải của game số 25 Thì bạn trúng giải may mắn của game đợt trước có cái tên ở trong tinh tế.vn là Ben Mình sẽ tag tên bạn ấy ở trong cái phần bài viết của mình Và với cái game tuần số 26 lần này phần quà sẽ là bao gồm hai cái bình phụ gia của z -Oil. Thì hai cái bình này bây giờ một bình đang được bán với cái giá khoảng 500 ngàn Coi như hai cái bình này khoảng 1 triệu đồng và đây là hai cái phụ gia giàu nhất đến từ Nhật Bản thì tí nữa mình sẽ chia sẻ nhiều hơn về cái này và cách chơi lần này cũng rất là đơn giản anh em chỉ cần vào cái link mà mình sẽ đính kèm trong bài của iMotobike anh em chỉ cần login vào cái trang web iMotobike đó thôi và anh em chụp hình cái màn hình là anh em đã login vô rồi comment vô trong cái phía bài viết của mình game sẽ kết thúc vào lúc 23 giờ 59 phút vào chủ nhật tuần này, mình sẽ quay và tới thứ hai các bạn sẽ biết được kết quả và mình sẽ chia sẻ chút về những cái phụ gia này. Thì đây là những cái phụ gia dành cho động cơ. Khi mà anh em đi xe lâu năm, anh em đi xe nhiều năm rồi đó thì cái động cơ của anh em nó sẽ yếu đi cũng như là xe anh em khi mà chạy nó sẽ không còn bốc như lúc ban đầu. Thì những cái phụ gia này nó sẽ làm xe anh em sẽ trở nên khỏe hơn, không thể nào mà khỏe mạnh như cái lúc ban đầu xe anh em mới mua được. Tuy nhiên nó sẽ hạn chế được cái phần mà xe anh em đã yếu đi rất là nhiều. Anh em sẽ lo lắng là những cái phần này thì liệu như nó có tốt cho xe hay không? mình nghĩ cái này anh em đừng có lo bởi vì khi những cái thứ phụ gia này được bán ở Việt Nam thì chắc chắn là đã qua kiểm định rồi Anh em khi mà mua phụ gia nên sử dụng những cái phụ gia có tiếng một chút hoặc là những cái phụ gia được bán trong chính hãng như là của à, Tao Yamaha hoặc là hết Honda gì đó Những cái đó thì anh em sẽ cảm thấy an tâm hơn Mình cảm ơn iMotorBike đã hỗ trợ hai cái phần quà này để mình làm game cho anh em Mình hy vọng là anh em sẽ ủng hộ game xe tinh tế nhiều hơn Bây giờ cảm ơn và xin chào anh em